Giờ bà nhớ chưa? Con bé ngày xưa tôi bán được 2 cây. Con bé ngày xưa đó, bà biết tôi bán cho ai không? Cho anh Tám Thẹo đây nè. Người ngồi trước mặt bà đó. Hả? Ông là người mua bé Khế hả? Đúng rồi, tôi mua con bé đó 2 cây đó. Bây giờ con bé nó đang ở chỗ của ông phải không? Nó sao rồi ông? Ông cho tôi gặp nó đi, tôi năn nỉ ông mà. Bao nhiêu năm nay tôi sống nửa tỉnh nửa mê cũng vì cái chuyện này nè. Bây giờ tôi biết tin tức của con bé, tôi mừng quá. Làm ơn đi ông. Nó trốn đi cách đây hơn 2 năm rồi. Trốn đi hả? Ừ, mất tiêu rồi. Bà biết tôi tốn 2 cây mua nó, giờ nuôi nó lớn lên đúng không? Đổ biết bao nhiêu cơm gạo vào nó, bây giờ trốn mất tiêu rồi. Kỳ này trốn lỗ nặng rồi đó. Trời ơi, như vậy là con bé nó lại mất tích lần thứ 2 nữa sao? Tôi nuôi nó tới năm 17 tuổi, nó trốn đi, coi như tôi mất tôi 2 cây vàng. Rồi tiền cơm gạo bao nhiêu năm qua, cái số tiền đó bà thấy nhiều không? Quá nhiều đúng không? Bây giờ ai đền cho tôi? Ai? Ai đền cho tôi? Chị á. Cái gì? Mấy ông điên hết rồi hả? Tự nhiên bắt tôi đền tiền? Mấy ông bắt cóc cháu gái của tôi, như vậy chưa đủ sao? Nói như vậy là tôi tìm lại con bé đó thì bà sẽ chịu trả tiền lại như xưa đúng không? Ừ, cứ cho là như vậy đi. Các ông cứ đem con bé về đây trả cho tôi, tôi sẽ trả tiền lại cho ông. Ok, bây giờ là 10 cây vàng, cộng 13 năm tôi nuôi nó nữa, mỗi năm tính bà 1 cây thôi, tổng cộng là 23 cây. Sao? Với số tiền đó mà tôi đem gửi bên ngân hàng á thì nó tăng gấp đôi rồi, tổng cộng là 46 cây, có 35 triệu 1 cây à. Như vậy chị nghĩ đi, hơn tỷ 6 á. Thôi bây giờ chúng ta thỏa thuận như vậy đi, tôi trả lại con bé cho bà, bà đưa tôi 2 tỷ, được không? Khoan đã, bây giờ mà mấy ông có đem cháu gái tôi về đây cho tôi á, tôi cũng có hơn 1.6 tỷ đưa cho mấy ông đâu. Giờ tính sao đây? Đường nào cũng không chịu trả tiền hết hả? Thôi về vậy nè, tôi chỉ bà một cách giải quyết êm đẹp, rất là dễ dàng. Ê, vô. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ê, vừa tới đây tôi thấy đói bụng rồi đó nha. Bánh canh đâu rồi? Ừ, bánh canh. Thôi, mọi người chờ chút nha. Để tôi vô tôi coi bả nấu nướng dạ, sao rồi. Dạ. Thôi để con phụ với chú Bảy. Chồng. Ủa? Em đói quá. Sao không ai nấu nướng gì hết cả? Thôi, con lên đi, để chú nấu cho. Đi đi con. Dạ. Tiên Bảy, Tiên Bảy có sao không? Cốt mang giỏi giỏi lắm á, cho nên á, chị phải bỏ nhiều vô, nấu càng nhiều càng tốt. Nó mà thức dậy á, là mệt mỏi lắm á. Cầm đi chị Bảy, cầm lấy đi. Bảy nhức đầu quá con ơi. Dạ, ông ngồi đây nè ông Bảy. Cảm ơn con. Thiệt, không biết nói sao giờ. Bà Bảy tự nhiên cái bà ngã bệnh đột xuất à. Trời, hả? Cái Tiếng Bảy có bị gì không chú Bảy? Nhức đầu thôi. Còn cái bữa bánh canh hoành tráng này á thì... Chàng ơi, không có sao đâu. Nếu bữa nay không được á thì để bữa khác. Dạ. Dạ. Ờ, hay là để tụi tôi vô thăm bà một chút nha. Thôi bà Mười. Hả? Để Tiếng Bảy nghỉ ngơi đi, Tiếng Bảy đang mệt lắm á. Ừ. Bà Bảy nhức đầu hả, có cần cạo gió không? Để tôi vô cạo gió. Thôi, cho. Thôi được rồi. Thời tiết vậy á dễ cảm lạnh lắm đó. Thôi, để bữa khác á tôi bù lại cho mọi người nha. Đừng buồn nha. Không có gì. Được rồi mà ông Bảy. Hôm khác á là phải nấu tới 2 nồi luôn nha chú Bảy. Rồi rồi, nhất định rồi. Không có được. Như vậy là phải 3 nồi. Trời, được luôn. Mặn quá. Một mình con á là phải quốc hết nửa nồi rồi. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi. Chồng đã nói với vợ rồi, con gái con lứa thì phải ăn uống cho thùy mị chứ. Nữ thật như miêu, còn vợ thì nữ thật như heo á. Làm sao mà chồng nuôi nổi đây? Giờ sao?
nuôi không nổi phải không? Tôi đi bụi đời nữa đó nha. Trời. Anh nghĩ bà dám làm không? Sao không dám mày? Bà mà không làm nó sửa bà đẹp luôn á. Bất quá anh em mình vào đó, bắt con kia luôn, sợ gì? Mày giỡn hả mày? Út mày có võ đó, võ giỏi lắm. Cỡ mày vậy trời, nó chấp 5 thằng luôn. Trời, bộ bản lĩnh dữ vậy sao? Mày chưa đụng nó làm sao mày biết? Ừ. Để đó cho tôi, hai người ra ngoài chơi đi. Ủa Tiếm Bảy, Tiếm Bảy, Tiếm không có sao đâu, nằm chút là khỏe lại rồi. Đi ra ngoài nói chuyện đi. Đi con. Thôi để con phụ cũng sắp xong rồi mà. Đã nói là đi ra ngoài. Đi. Đi ra đi con. Đi. Cô bộ đi nắng bà trở bệnh rồi đó. Vậy hả chú Bảy? Bây giờ mình làm sao hả chú? Thôi cứ chiều ý bà, ăn xong ngồi chơi một chút rồi con về. Chú Bảy sống với bà bao nhiêu năm nay quen rồi con. À Tiếm Bảy, chín rồi. Đây. Thơm quá. Trời ơi, nhìn thấy là thèm rồi đó nha. Tiếm Bảy đúng là đầu bếp số 1 đó nha. Nè con, ăn đi. Ủa sao có hai tô vậy? Tiếm Bảy không ăn hả? À, nếm trong bếp cũng no rồi, lát ăn sao. Ăn đi. Ăn đi. Dạ, con mời Tiếm Bảy. Con mời chú Bảy. Ngon thiệt. Ngon quá Tiếm Bảy. Ngon quá. Bà làm nhiều quá. Ngon thiệt á Tiếm Bảy. Ngon không con? Dạ. Đã quá Tiếm Bảy ơi. Nò quá. Chú cũng hết luôn nè. Thôi thôi thôi, để đứa Thím dọn cho. Út Mai ơi, tối nay ngủ lại đây với Thím nha. Thím có nhiều chuyện muốn kể cho con nghe lắm á. Thôi, để nó về, mai nó còn đi làm sớm nữa chứ. Sao ông cứ xía vô chuyện của tôi hoài vậy? Chú. Hả? Để tối nay con ngủ với Thím Bảy, hai thím cháu mình nói chuyện tới sáng luôn. Chú Bảy ơi. Gì hả? Tự nhiên con ăn no xong thấy buồn ngủ quá. Ừ, sao chú cũng thấy buồn ngủ quá. Thôi con vô ngủ trước nha. Ừ, con vô ngủ với thím cho vui đi. Dạ. Ăn xong cũng thấy buồn ngủ quá. Lúc đó bà chủ ra làm mai chú Bảy cho thím. Mới đầu thím đâu có chịu, nhưng mà nghe bà chủ nói về hoàn cảnh của chú á, thì thím bằng lòng, coi như là duyên phận trời cho. Con còn thức không Út Mây? Con có nghe thím kể chuyện nữa không? Ông ơi, ông ơi, lạnh không ông? Lấy mền đắp cho ông nha. Lạnh không? Ông.
Tám gì? Anh Tám, cho tôi đi theo với. Tôi và bà xong rồi đúng không? Bây giờ bà vô nhà đi, tôi đi taxi. Thôi, cho tôi đi theo đi. Trời ơi, chứ một lát chồng tôi mà thức dậy là giết tôi chết đó. Bà dám làm, bà dám chịu đúng không? Bà theo tôi làm gì nữa? Chuyện tôi với bà tới đây chấm dứt, ok? Bây giờ tôi bà nghe nè, số nợ của bà tôi cũng xóa xong rồi. Bây giờ bà vô nhà. Còn chuyện vợ chồng bà thì bà tự xử, hiểu không? Tám ơi, đi. Trời ơi, Út Mai ơi, xin lỗi con, thêm ngàn lần xin lỗi con. Út Mai ơi, mày nhớ tao là ai không? Đến mày, bình miệng lại, bình miệng nó lại, bình miệng lại. Cái gì mày? Mày quay lên trên mày. Mày mà nói là vụ này á, tao giết mày luôn á. Dạ, thưa bà nội, thưa ba mẹ, con đi làm. Con không ăn sáng sao? Dạ thôi, con qua đứa Út Mai đi làm, rồi tụi con đi ăn sáng luôn. Dạ, con xin phép con đi. Ủa, sao hôm nay thấy nó vui quá vậy? Làm lành với con kia rồi. Cái con đó đó, nó có cái gì đâu mà nó khoái không biết nữa. Út Mai, con dậy rồi hả? Con đâu rồi? Ba, con Út Mai đâu rồi? Nó về rồi hả? Chắc vậy đó. Chà, hôm qua tôi buồn ngủ ríu cả mắt, làm một cái là tới sáng luôn. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Đi về nhà sao không mang dép túi xách bỏ đây là sao? Ủa, bé cứng. Ủa, anh Lâm, đi đâu sớm vậy? Anh bà rủ mày đi ăn sáng. Rủ mày hả? Ủa, sao phòng nó mở cửa? Nó không có ở nhà. Vậy Út Mai ở đâu? Hình như tối hôm qua có anh nào chở nó đi chơi á. Ê mà nhìn nó ôm thân thiết lắm nha. Ai vậy? Nói cho anh biết ai vậy? Giỡn thôi. Làm gì mà căng thẳng như vậy ông nội? Nó đang ở nhà chú Bảy á. Tại vì thím Bảy bị đau đầu hay bị bệnh gì đó, nên nó qua bển chơi luôn. Em đó nha, bây giờ biết giỡn nữa ha. Làm anh hết hồn rồi. Thôi qua đó nha. Bye bye. Thì tối hôm qua Út Mai ngủ lại đây, sáng ra thì không thấy đâu hết. Kỳ vậy ta? Hay là Út Mai đi làm rồi chú Bảy? Vô lý lắm. Đi làm sao không mang theo dép, với lại không mang theo túi à? Sao Út Mai không mang theo túi hả chú Bảy? Chờ chung chút. Nè, con coi nè, đi làm sao để đôi dép lại đây? Lạ thiệt. Bà, hình như cả đêm qua bà không ngủ phải không? Ông nói gì vậy? Không ngủ là làm sao? Lúc con Út Mai đi ra ngoài bà có biết gì không? Làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng ngủ với ông mà. Alo. Ừ, bảo vệ hả? Tôi Lâm đây.
Sáng giờ anh có thấy Út Mang tái sưởng chưa? Anh có chắc không? Không có gì hết. Ừ, vậy ha. Kỳ vậy ta. Đi đâu cũng phải nói chứ. Chú Bảy, Út Mang không có đánh sưởng nữa. Cái gì cũng vậy, có dai thì phải có trả chứ. Chị Hai, khi nào ông già 90 tuổi tới đây chị Hai? Thì bây giờ phải chở thằng cha chải đó để làm lễ thượng thọ cho ông già đó. Công nhận chị siêu thiệt, tặng quà mừng thọ bằng con nhỏ này. Thời đại này cái gì cũng được hết á. Bây giờ sao chị? Thôi bây giờ nè, tụi bay coi chừng nó cho cẩn thận nha. Tới khi nào cái thằng A chải đó tới đây thì cho nó uống thuốc, tắm rửa nó cho sạch sẽ. Yên tâm đi, một cái thằng trai già 90 tuổi như vậy hả mà còn làm gì được. Chỉ biết thơm thôi. Thôi tôi đi đó, ở nhà đó nha. Anh Lạc Đà, chị nữa đây. Mày đừng có nói là qua đây mày kêu tăng nỉ Út Mày giùm mày nha, không có chuyện đó đâu nha. Dạ không phải, tụi em làm lành với nhau rồi, quê rồi mà. Vậy mày tìm tao làm chi? Anh Lạc Đà, sáng giờ Út Mày có tới đây không? Nó có chuyện của nó, tao có chuyện của tao, nó qua đây làm chi? Chết rồi. Không lẽ Út Mày mất tích thật rồi sao? Vậy ai mất tích? Dạ em là Út Mày. Sao mất tích là sao? Tối qua Út Mày lại nhà chú Bảy chơi. Thím Bảy bị bệnh cho nên Út Mày lại chăm sóc. Sáng ra thì tìm không thấy Út Mày đâu hết á. Trời, quái nạn vậy? Nó không có bên nhà trọ luôn hả? Không, em tìm khắp mọi nơi rồi không có. Trời, nó đi đâu vậy ta? Chạy đi tìm nó đây. Đi, nhanh lên. Đây. Nhanh lên chú Bảy. Con. Ủa? Mẹ. Chào cô. Sao nay con về sớm vậy con? Dạ. Thôi vô thăm ông nội đi, mẹ có việc phải đi trước. Dạ. Vô. Dạ. Đi. Thưa bà nội. Ông nội, sáng giờ Út Mày có tới đây chơi không nội? Không. Sao vậy? Con bé tự nhiên mất tích. Ủa, sáng giờ mọi người túa nhau đi tìm mà không thấy đâu hết. Vậy sao? Hôm qua con nói là hai đứa con đã quề với nhau rồi mà. Hay là có chuyện gì đó lại giận nhau nữa rồi phải không? Dạ đâu có đâu ông nội, con đâu có làm gì đâu. Hôm qua tụi con rất vui vẻ với nhau. Rồi tối hôm đó Út Mày qua nhà chú Bảy, bởi vì thím Bảy bị bệnh. Rồi sáng dậy hả, chú Bảy không thấy Út Mày đâu hết á. Hay là nó đi chơi xa? Con hỏi kỹ chưa? Dạ, con đã tìm khắp rồi mà con đâu có thấy đâu. Thiệt tình. Hay là cứ ra trình với công an đi, để nhờ người ta tìm kiếm giùm cho. Dạ, chắc là vậy thôi nội. Chứ giờ đi kiếm con cũng chẳng biết kiếm ở đâu nữa. Thôi con đi lẹ lẹ lên con. Tìm mau lên đi. Mới làm quà với nhau mà tuổi bé sao mà. Thiệt dạ, tình. Dạ, thưa ông nội bà nội con đi. Mình đi chú Bảy. Dạ thưa ông bà chủ tôi đi. Trời ơi, ba đang làm gì ba? Ba đang suy nghĩ. Suy nghĩ ra chưa? Ra rồi. Dạ. Hay là Út Mày đi vẽ ở Thảo Cầm Viên? Không phải đâu. Không phải thì suy nghĩ nữa. Hay là đi siêu thị rồi nay nay mai lạnh mát quá nó nằm ngủ luôn ta? Không phải. Rồi. Ba suy nghĩ ra rồi. Sao ba? Có khi nào mà nó... Mà không phải đâu. Sao? Không lẽ nó bỏ công việc nó đi bơi? Trời ơi, bơi gì? Không nghĩ gì hết, nghĩ đi bơi. Bởi tụi nó không phải mà cứ cãi tao hoài. Chỗ nào ta? Trời ơi. Ba nghĩ kỹ rồi. Không còn chỗ nào kiếm nó nữa đâu. Trời, vậy nó đâu? Chết bà. Trời ơi, chết rồi trời. Trời ơi. Ai chết? Trời ơi con Mày. Trời ơi. Út Mày chết hả con? Sao nó chết vậy hả con? Không phải nó chết mà nó sắp chết. Trời sao ơi. Sao nó sắp chết vậy con?
Ủa, chuyện gì vậy anh? Cô giáo ơi, Út May sắp chết rồi. Út May sắp chết hả? Không phải. Bị sao? Không phải. Ba ơi ba, sao nãy con nói? Ba im lặng đi, ba đừng nói lung tung nữa, để con nói chuyện với cô giáo Linh. Chuyện là sao vậy anh? Nè, có thể Út May bị bọn Tám Thẹo bắt cóc rồi. Ủa Tám Thẹo là ai vậy? Tám Thẹo là em của bà Hương á. Bà Hương là ai? Bà Hương, cái vụ này để tôi kể sau đi. Còn bây giờ để tôi tính nè. Ba tụi mình chia ra ba ngã. Ừ. Ai thấy thằng Tám Thẹo á thì chạy về đây báo. Vậy đi. Ừ. Đi. Nhưng mà em đâu có biết mặt Tám Thẹo đâu. Ờ ha. Ờ ha. Ờ xin lỗi cô. Bây giờ vậy đi. Bây giờ á ba với cô giáo á ở lại căn phòng này. Bây giờ con giao nhiệm vụ ba xin. Tuân lệnh. Ba với cô giáo ở phòng này. Lao dùm cái nhà với mua hộp cơm. Hết. Rõ chưa? Rõ. Vậy đi ha. Rồi. Bây giờ tôi kiếm Út May. Anh Lạc Đà ơi. Nè Tám Thẹo. Ừ. Cho nó ăn cơm đi. Dạ. Nè, cơm nè, ăn đi. Ăn rồi tiếp khách. Thả tao ra không? Tụi bay là lũ chó chết. Tao mà thoát khỏi chỗ này á, tụi bay không yên với tao đâu. Cái gì? Mày nói cái gì? Cái gì? Mày nói cái gì vậy mày? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Chỗ ăn cơm còn cắn em nữa, thấy chưa? Đó. Vẫn y như ngày xưa ha. Mày nên nhớ, mày là của tao nha. Tao đưa mày về đây, tốn tiền nuôi mày. Mày làm á, mày phải trả nợ cho tao chứ. Tao nuôi con chó nè, con heo, con gà. Nó lớn lên hả, tao còn bán nó được. Không lẽ đưa một đứa vào mày á, mà tao không có lời sao? Mày mà còn lãng quảng á hả, tao cho hai đứa này nó hiếp cho chết mẹ mày luôn. Mày hiểu chưa mày? Nó không ăn hả, cho nó nhịn đi. Cho thằng cha kia tới hả, nó xỉu á, để nó khỏi chống cự. Tụi bay dạ. Thay đồ đó ra. Lấy bằng keo cho ra mày. Dạ. Mày tránh ra đi. Tránh ra. Tránh ra. Buông tôi ra. Để lên. Con tôi dậy. Bà làm gì ngồi buồn hiu trong bóng đêm vậy? Sao không bật đèn lên? Ông bật giùm tôi đi. Đi đâu mà không nói một lời cái con bé này. Có chuyện gì rồi phải không? Hồi sáng con Út May đi ra ngoài bà biết phải không? Bà trả lời tôi đi chứ. Ông để tôi yên đi. Trời ơi là trời á. Có phải bà biết Út May đi đâu phải không? Tôi không biết gì hết, đừng có hỏi tôi nữa mà. Nhìn bà kìa, khóc lóc, phờ phạc, thất hồn. Mới hôm qua còn vui vẻ, còn giúp chuyện con bé với cậu Lâm. Hôm nay lại thay đổi đột ngột như vậy. Có phải có chuyện gì rồi phải không? Tôi đừng có hỏi nữa. Tôi điên lên rồi. Tôi điên rồi. Ba mới về thuốc ngủ coi. Rồi. Loại này phải không? Ừ. Cho tôi gửi. Ok đúng rồi. Chạy đây sao đó, để lên. Đây. Đón đón vô.
À, cảm ơn. Đi đi. Thứ tư gì kỳ vậy? Giờ này ngủ gà ngủ gật. Làm ăn gì kỳ tôi vậy? Đi anh Tám. Đi. Dạ, cậu Tiến hả? Tôi đây. Tôi cũng chưa có tin tức gì hết. Thật sự là tôi cũng thúi ruột thúi gan luôn á. Út May nó từ nhà tôi mà mất tích. Trời ơi, có chuyện gì với con bé? Chắc tôi sống không nổi quá. Cậu Lâm có đến báo công an rồi. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi không biết tìm đâu nữa cậu ơi. Chắc giờ tôi ngủ cũng không nổi đâu. Chỉ biết cầu trời khẩn Phật thôi. Dạ tôi biết. Có gì sáng mai ta sẽ bàn tiếp nha. Ủa, bà mệt sao không đi ngủ đi? Bà sao vậy? Tôi biết chuyện của Út May. Sao? Út May nó đang ở đâu? Hiện giờ tôi không biết nó ở đâu. Nhưng mà nó bị thằng Hai Hổ bắt rồi. Hả? Hồi nào? 3 giờ sáng hôm qua. Trời ơi, sao chuyện như vậy bà lại giấu tôi? Tôi khổ quá ông ơi. Mọi chuyện là do tôi hết á. Tôi gây ra hết á. Thôi, bà đừng có than khóc cái gì nữa. Rồi bây giờ bà có biết thằng Hai Hổ nó ở đâu không? Tôi cộng của mày đưa vô xe taxi rồi chạy mất. Tôi không biết nữa. Trời ơi. Nhưng mà làm sao nó vào nhà mình được? Tôi mở cửa. Trời ơi, bà điên rồi hả? Tại sao bà mở cửa cho thằng Hai Hổ nó vào? Ông ơi, tôi biết được một chuyện bất ngờ. Không có ngờ được đâu ông ơi. Không ngờ? Không ngờ cái gì? Ông có biết Út May là ai không? Bà có tỉnh táo không đó? Út May là Út May chứ ai? Không phải. Út May là bé Khế, con của cô Hai Nhung. Hả? Cái gì? Út May chính là con bé Khế. Ngày xưa Hai Hổ nó đánh tôi, rồi bắt bé Khế đi. Nó bán cho thằng Tám Thẹo. Sau đó con Khế nó bỏ trốn, lang thang quay về đây. Hiện bây giờ con Khế chính là Út May đó. Trời ơi. Tại tôi hết ông ơi. Do tôi hết mà. Do tôi bài bạc mà gây ra nông nổi. Hồi sáng tới giờ tôi muốn tự tử. Tôi không có tiếng sống nữa. Ông ơi. Con không dám chắc là Dung, nhưng hiện giờ không còn manh mối ra để suy đoán hết. Theo cô Hai nghĩ, chắc chắn chuyện biến mất này rất thất thường, mà cũng có khi là Út May đi đường gặp tai nạn. Con đã lùng sục tất cả các bệnh viện rồi cô Hai à. Không có. Rồi bây giờ bà không biết tụi nó ở đâu hết hả? Dạ tôi không biết. À, con xin lỗi. Dạ con nghe nè chú Bảy. Tôi đã biết ai là người bắt cóc Út May rồi. Ai vậy? Có phải Dung không chú Bảy? Không phải con Dung, mà đó là Tám Thẹo. Tám Thẹo là ai? Tên này còn nguy hiểm hơn cả con Dung nữa. Nhưng mà ngặt nổi, tôi và bà Bảy không biết nó đang ở đâu. Phải báo cho anh Tấn ngay mới được. Bây giờ luôn hả cậu? Dạ để con gọi ngay cho anh Tấn. Tại chuyện này nguy hiểm lắm, phải tranh thủ mới được chú Bảy à. Rồi tôi biết rồi. Ông ơi, còn một chuyện tôi mới vừa nghĩ tới. Cái gì nữa? Út May chính là bé Khế. Như vậy cậu Lâm chính là...
là em họ của Út Mây. Mà hai đứa nó đang yêu nhau. Trời ơi, khổ nữa rồi. Ông Hai ơi. Alo, A Chải hả? Hương nè, Hương nè. Sao rồi? A Chải ơi, Hương mang hàng về rồi đó. Nhớ đúng hẹn rồi tới lấy nha. A Chải yên tâm. Nè, Hương nhốt nó ở phòng bên cạnh nè. Yên tâm đi, đẹp, hàng đẹp. Cứ yên tâm, hàng ok lắm đó. Ừ, vậy ha, thôi tạm biệt nha. Mày, tới cứu hả? Mày, nè, tắm nó đi. Trổ nó vô nhà tắm nhanh lên. Trời ơi. Mày, con này sao bị ngu quá vậy? Kiếm người giàu có tiền á mà mày không chịu. Mà mày đi chọn thằng ngu hả? Trời đất ơi, đưa nó đi, đưa nó đi. Mày ly hả? Mày ly hả mày? Hả? Mày ly hả? Mày ly hả? Mày ly hả? Đừng đánh vô mặt của nó. Mày đánh vô mặt của nó làm sao tao bán hả mày? Cái thằng ngu. Thằng Hai Hổ trước đây nó mở sòng bạc ở phường 7 đó chú. Tôi biết thằng này. Anh lục hồ sơ của Hai Hổ. Rõ. Lấy hình ảnh rồi gửi cho tất cả khách sạn trong thành phố. Nói với họ thấy Hai Hổ ở đâu là phải báo liền. Rồi liên lạc với tất cả công an phường. Nói họ đi kiểm tra tất cả các nhà trọ. Đưa hình Hai Hổ cho người ta nhận dạng. Rồi nhanh đi. Rõ. Đã hơn một ngày rồi. Nếu bây giờ chúng đưa Út Mây đi xa thì tình hình còn phức tạp hơn. Heo nè. Thôi yên đi mày. Cứ cục gỡ hoài vậy. Đánh mày bây giờ. Heo hả mày? Heo mày? Ba đồ thông nè mày. Heo hả mày? Cho chừa cái tật nè. Con nè. Tử quý nè. Mày có ý không? Anh Hai nha. Sao mày cục gỡ hoài vậy? Con nghĩ đi. Bao thông còn bị chặt nữa. Chán. Ê ê ê. Ngồi xuống mày. Ngồi xuống chung cho tao rồi muốn đi đâu thì đi nha mày. Tiền đâu nữa mà chung. Mấy ngày hôm nay chị có đưa thêm đồng nào đâu. Chui rút trong phòng này nè. Làm gì có tiền. Thôi được rồi. Qua ngày hôm nay đi rồi tao sẽ thưởng xứng đáng cho tụi bay. Chị nói gì giữ lời nghe. Trời ơi, sao giờ này còn chưa tới nữa. Ngồi yên mày. Con kia ngồi yên coi. Alo. A Chải hả? Nửa tiếng hả? Ừ. Ủa, sao nói là tối mà. Có chuyện đó nữa sao? Rồi, sẵn sàng mà. Thì cứ đưa A Bá qua chạy tới đây đi. Hàng đang chờ đó. Thằng cha già nó sắp tới rồi đó. Tổ cha nó. Nó dở chứng với tao á. Nó đòi đi chơi gái trước. Rồi mới đi mổ tim. Rồi nó có chết đi nữa á. Thì nó cũng không tiếc. Tụi bay chuẩn bị nha. Bên phường 25 báo cáo chưa? Sao vậy? Nó họ đi kiểm tra đi. Nói đây là trọng án quan trọng. Phải báo liền cho ba phường. Tân Thuận, Tân Quy Đông. Nhanh nhanh giùm tôi cái. Như vậy nghe. Sao rồi anh? Chắc khoảng một tiếng nữa mới có kết quả. Họ đang kiểm tra. Dạ thưa anh, có anh này muốn trình báo một việc ạ. Anh dẫn qua phòng cô Thu giùm tôi. Tôi đang có chút việc. Dạ.
Cô Thu đi rước con chưa về ạ? Thôi được rồi, anh ngồi xuống đó đi. Anh ngồi xuống đi. Anh muốn khai báo gì? Dạ, cách đây 2 ngày 1 đêm tôi có chở 2 người đàn ông đến đường 45. Đường 45? Dạ, đường 45. Ủa, vậy là gần nhà tôi rồi đó. Họ bắt tôi đậu xe chờ đến khoảng 3 giờ sáng thì từ trong căn nhà có 2 người đàn ông chạy ra, ẵm theo một cô gái trẻ khoảng 18-19 tuổi gì đó. Trên xe tôi thấy họ trói cô gái đó rồi lấy băng keo bịt miệng cô gái đó lại. Ủa, sao mà giống chuyện của Út May vậy? Anh, có phải là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen đúng không? Anh nói đi, tại sao anh ngồi yên vậy? Đúng không? Đúng không? Trời ơi mày, để người ta nói xong cái đã, bình tĩnh đi. Trời tối á, nên tôi không nhớ rõ lắm. Đúng là người nhỏ nhắn, nhưng da thì tôi không nhớ rõ lắm. Rồi anh đưa họ đi đâu? Tôi đưa vào một khách sạn ở ngoại thành. Chỗ đó vắng vẻ lắm. Tại sao anh không đi khai báo liền mà tới bây giờ anh mới báo? Tôi thấy hai tên đó dữ dằn quá, hình xăm tùm lum hết nên tôi ngán quá. Nhưng mà nhớ lại tay cô gái đó bị trói á, tôi thấy tội nghiệp lắm. Trời đất, tội nghiệp. Tại sao lúc đó anh không báo liền? Bây giờ anh đợi tới 2 ngày rồi mới báo là sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra với người ta thì sao? Hả? Bình tĩnh đi, anh đến đây khai báo là may lắm rồi đó. Bình tĩnh đi. Tôi xin lỗi, tại vì cô ấy là người yêu của tôi nên tôi hơi nóng. Không tốn nhiều thời gian nữa, khách sạn đó địa chỉ ở đâu? Tao mới nghĩ ra một chiêu này hay lắm nè. Chiêu gì, vậy chị? Không cho hổ ăn thịt. Làm sao? À, hiểu rồi. Được rồi, tụi bay. Dạ. Giữ nó rồi. Nhanh lên. Dạ. Tao đâu nước vô. Nước vô. Cầm miệng không? Hả ra. Giữ nước vô cho mày. Tụi bay giữ chặt nó nghe chưa? Yên tâm chị. Tuyệt nha. Mời A-Bá, mời A-Bá vô phòng đi A-Bá. Coi chừng A-Bá té. Từ thôi, coi chừng A-Bá té đó. Ồ, đi nha A-Bá. Đi nha A-Bá. Coi chừng A-Bá té đó nha. Kìa mày lưu lô lẹ lên đi. Cái gì? Ông nói cái gì tôi không có nghe. Bà ngộ nói là lồn quá rồi, nhanh lên đi. Được rồi. Thôi được rồi, anh cứ đưa A-Bá nằm xuống đi ha. Chờ em chút xíu nha, em sẽ đưa cô dâu qua cho A-Bá liền ha. Coi chừng ổng nha, coi nha. Em đi nha. Cởi trói nó ra. Dạ. Coi chừng đó. Rồi, mày đỡ lên cho tao coi. Lên tao cổng, tao đưa nó qua bên đó. Chị cổng cẩn thận nha chị. Ừ, tao biết rồi mà, nó hoài. A-Bá ơi, cô dâu tới rồi nè. A-Bá ơi, cô dâu tới rồi. Đẹp quá, cú ngộ. Cô dâu tới rồi. Cô dâu tới rồi. Đẹp lắm. Sao? Ba ngộ nói là cô dâu xinh đẹp, gợi cảm lắm là. Tại nó giống em. Bây giờ em ra ngoài nha. Lê, cậu là chúc A-Bá thành công nha. Một đêm trăng mật thật là đẹp nha. Được rồi. Lúng vậy đó. Thôi mình đi anh. Đi. Trời đẹp quá. Đi ra đây, em nói chuyện cho lẹ 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 nha. Nghe êm dữ ha. Đó là phong cách của bà ba ngộ đó. Thôi, tôi cũng cầu chúc cho A-Bá của A chảy tưởng tức vui vẻ. Lễ cô lắm. Trời lúc cười làm sao trông cười liền. Đẹp quá. Bị sao vậy? Ây da, bỏ Lý Lâu à, ở lại với ngộ chứ. Nè Lý Lâu. Ây da trời. Trời lúc cười chạy ngộ rồi. Ây da. Sắp xong chưa biết nữa. Chắc chưa lâu.
Ông lúc nào cũng hơn một tiếng hết là xong rồi phải thêm một tiếng nữa mới ra khỏi giường được. Trời, như vậy làm sao phải nói? Phải nói cho ông nhanh nhanh đi, chứ chậm quá không có được đâu. Chẳng lẽ hối sao? Papa ngồi ông giận là trời ơi, ở tù còn mệt hơn. Tôn 37 triệu mà hỏi làm cho nhanh à? Trời ơi, thì nói chơi thôi, đừng có giận mà. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, tại sao vậy chứ? Chuyện gì vậy? Hả? Mở cửa liền. Chuyện gì? Chuyện gì? Ba khóc vậy? Hả? Cái gì vậy? Ông hỏi coi. Nó lấy gò da rồi. Hả? Cái gì? Nói gì không nghe? Bà ba nói con nhỏ này nó không có cho. Cái gì? Nó không cho hả? Nó không có cho làm cái gì? Trời ơi, sao mày cãi tao hả mày? Tại sao mày cãi tao? Mày mà không chịu hả? Mày đừng hòng trốn xuất khỏi đây với mày. Nghe chưa? Bị đô lên rồi. Bà ba, Linh Ly. À bá, bây giờ à bá em đã giải quyết xong rồi. À bá, cố lên, cố lên, cố lên. Em đi nha bá. Được rồi, được rồi. Chịu ngộ lê. Chịu ngộ lê à. Chịu ngộ nhà. Người lê bơi. Ê.